Tập đoàn nhà nước Rostec trong một thông cáo báo chí hôm 31 tháng 7 cho biết, nhà máy hàng không Nizhny Novgorod Sokol của United Aircraft Corporation, tập đoàn máy bay thống nhất UAC, đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã được hiện đại hóa sâu. Số lượng máy bay trong đợt chuyển giao này không được tiết lộ. Việc nâng cấp không ảnh hưởng đến đặc tính bay, mà sẽ giúp tiêm kích đánh chặn này cải thiện về khả năng nhận diện và phát hiện mục tiêu. Ngoài ra, phạm vi chiến đấu của MiG-31 cũng được mở rộng khi được trang bị tên lửa A-37M cải tiến, có thể được điều chỉnh trong suốt chuyến bay. Bên cạnh đó, MiG-31 cũng đã được nâng cấp radar Zaslon-M và các cảm biến khác. Theo báo cáo của hãng, việc nâng cấp các loại máy bay này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Theo thông cáo báo chí, một số máy bay MiG-31 hiện đại hóa sẽ mang tên lửa chống vệ tinh Kontakte. Tên lửa này được trang bị đầu đạn nặng tới 500 kg. Trong bối cảnh Ukraine tiến hành các cuộc phản công, Nga liên tiếp nhận được các chiến đấu cơ hiện đại hóa. Cụ thể, trong tháng 7 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được hai lô máy bay chiến đấu Su-35S từ nhà máy hàng không Komsomolsonomy và một lô tiêm kích Su-30SM2 nâng cấp từ nhà máy hàng không Irkutsk. MiG-31, NATO định danh là Foxhound, là máy bay chiến đấu thế hệ 4 của Nga, do hãng Mikoyan thiết kế và phát triển. Chúng được triển khai thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên cao. Khung máy bay được thiết kế từ nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm thép hàn, titan, hợp kim nhôm và vật liệu tổng hợp. Máy bay có trọng lượng rỗng đạt 21.8 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 46.2 tấn. MiG-31 được trang bị hai động cơ Soloviev D-30F6, cho phép bay với tốc độ tối đa 3.000 km/h và leo cao với tốc độ 208 m/s. MiG-31 có bán kính chiến đấu 720 km và phạm vi hoạt động 3.300 km. Tiêm kích đã được điều chỉnh để có thể mang các loại tên lửa không đối không và không đối đất, bom và tên lửa đạn đạo siêu thanh. MiG-31 được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, với buồng lái được lắp đặt hệ thống kỹ thuật số, cung cấp các thông tin về mục tiêu một cách nhanh nhạy và chính xác nhất. Bên cạnh đó, máy bay được trang bị radar mảng pha Zaslon, quét điện tử đầu tiên trên thế giới, có thể nhận tín hiệu từ radar cảnh báo sớm, cũng như hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không. Được biết, Zaslon có khả năng quét khoảng cách 200 km, theo dõi đồng thời 10 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu cùng lúc. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.